Nhằm đẩy mạnh hỗ trợ các sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai tổ chức triển lãm các sản phẩm OCOP xuất khẩu Việt Nam OCOP X. Tại buổi họp báo giới thiệu về triển lãm các sản phẩm OCOP xuất khẩu, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, tất cả các sản phẩm được trưng bày ở triển lãm phải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ban tổ chức cũng sẽ mời các nhà trưng bày quốc tế và các khách mua hàng quốc tế đến với triển lãm. Hy vọng đây sẽ là diễn đàn cho các sản phẩm OCOP đủ tiêu chuẩn xuất khẩu của Việt Nam. Theo ông Phương Đình Anh, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mục tiêu của chương trình OCOP là xuất khẩu tại chỗ các sản phẩm đặc sản địa phương và qua đó kích thích du lịch cho địa phương. Để đạt được điều này, các sản phẩm OCOP phải đưa câu chuyện về văn hóa, tài nguyên và con người bản địa vào mỗi sản phẩm. Việc tham gia triển lãm các sản phẩm OCOP xuất khẩu năm 2024 sẽ mở ra cơ hội cho các chủ thể OCOP tiếp cận với các doanh nghiệp nước ngoài, các cơ quan đại diện và các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, việc gặp gỡ các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại triển lãm sẽ hỗ trợ các chủ thể OCOP trong việc đổi mới tư duy sản xuất và tổ chức sản xuất theo hướng bài bản, bền vững. Bên cạnh đó, các chủ thể OCOP sẽ được trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp xuất khẩu, nhà phân phối trong nước và nhà phân phối nước ngoài tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để các nhà nhập khẩu khám phá những sản phẩm OCOP mới và tiềm năng của Việt Nam, từ đó tạo cơ hội trao đổi thông tin và kết nối cung cầu hàng hóa, đưa các sản phẩm OCOP ra thị trường quốc tế. Triển lãm diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 4 tháng 11 năm 2024 tại quảng trường Grand World, khu Venice thuộc khu đô thị Ocean Park 3, Hưng Yên.